Em xin chân thành cảm ơn sư thầy Lê Sáu nha. Ở như xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ủng hộ hai cái sản phẩm này. Thì bây giờ là em cũng nói thực sự ở đây là cây mua về cho chùa. Có nghĩa là nói nhà vườn để chọn cái cây đẹp, thì sau khi nhà vườn vô lựa nguyên cả mấy trăm cây này là ra một cái cặp huyết long đây. Để sư thầy thì đó, em nói thiệt chứ bán cho ai thì cũng phải uy tín. Và đặc biệt là cái cây về nhà chùa đó thì lại càng phải trách nhiệm và càng cao hơn để cho nhà chùa về chơi đó. Anh cái đấy đây, thứ nhất là như vậy, thứ hai là để cho các Phật tử còn tới lui nữa, còn xem cái cây nữa. Cho nên là đó, cái đây này em chia sẻ tại nhà vườn nha. Thì hiện tại nhà vườn ở đây với tính nhà, tính mai là với tính bằng thiên nha, chứ không phải là tính bằng ấy, chứ không phải là tính bằng tính mai là tính bằng thiên, chứ không phải là tính bằng mấy chục cây nha cả nhà. Nhưng mà nhà vườn lựa hai cây thôi, một cặp để về với sư thầy Lê Sáu như thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, lấy cái cặp đây. Thì nhà vườn chọn một cặp huyết long á. Cặp huyết long bây giờ nó đã ấy rồi, nó đã lá nó đã ấy rồi. Thì em tâm sự thiệt như vậy đây, để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng xem nha. Cái đây nó có đế này, cái đây này em soi đế nha. Đó, để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng xem, chúng ta cùng theo dõi nha. Đây em bây giờ nhà vườn đấy đang dùng cái xe chuyên dụng nói xe chuyên dụng nó nhìn nghe có vẻ nó hoành tráng nha. Thiệt đây là cái xe gì, cái cỗ rùa đúng không anh? Nhưng mà đối với nhà vườn trồng mai đó là cái xe chuyên dụng để chở mai đó cả nhà. Nói cho nó sang được một chút đấy, nhưng mà cái cỗ rùa cả nhà, cái cỗ rùa để chở ra ngoài để mà ấy, đây để thực hiện cái công tác bó bầu, để em về để em đóng cây để em gửi đây sư thầy. Đây cả nhà xem nha. Đó, em với nhà vườn đó cứ vậy thôi nha cả nhà. Cuộc sống này mỗi người một công việc, mà mình làm cái nào mà mình cứ trách nhiệm với công việc đó là tốt rồi. Cố gắng làm sao để kết nối thật là uy tín để cho khách hàng nha. Thì duyên số làm sao mà em lại có cái duyên với cái nhà vườn đây. Lấy cái cặp này về cho thầy Lê Sáu, chùa xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho cái sản phẩm này nha cả nhà. Đây rất là nhiều đó, mấy ngàn cây mà em với nhà vườn chọn được một cái cặp đây nha. Cái cặp đây để cho nó về về chùa đấy, một cặp luôn đó cả nhà. Thầy thì thầy chuyển tiền riêng riêng, thầy nói nghĩa là thầy chuyển tiền liền đó, chứ thầy cũng không có đây nha cả nhà. Đó, thầy sau khi mà sư thầy nói nghĩa là sư thầy đi chuyển tiền liền đó. Có sao em nói vậy nha, chứ em không sư thầy chuyển tiền cho em hết rồi. Em bảo thôi để ship vô sư thầy ấy, sư thầy không chịu, sư thầy đi chuyển luôn. Bây giờ mình nhìn lại một chút xíu xem hai cái cặp đấy có bị lỗi gì hay không nha cả nhà. Em cũng cứ sợ là nó lỡ mà nó có bị lỗi gì một cái là nhiều khi là mình nhìn nó chưa kỹ ấy. Trong cái lúc mà chưa bó bầu thì mình nhìn lại nếu có thì mình đổi cho nó dễ cả nhà. Đây nha, thì bây giờ đây mà vô thành phố Phan Thiết thì chắc em nghĩ cũng nhanh thôi chứ không có gì lâu đâu cả nhà. Đây nha, đó cái cây đây, một cặp đây là tương xứng nha, cặp đây là tương xứng này. Cái đây mình hãm đọt rồi anh, hãm đọt đang tạo đọt mới à? Tạo đọt mới hay sao anh? Dạ. Rồi bắt đầu mình bó đi. Anh kiểm tra lại kỹ thuật cho em một chút coi có bị cái chỗ nào không. Cái đây cây về nhà chùa, nghĩa là có bị sâu xia, là cái thân nó có vấn đề gì hay không? À, đây nó bó cũng sâu hai bữa mà. À. Có vô thuốc rồi, vô phân rồi. À vậy à, thôi bắt đầu mình bắt đầu đi anh. Ở đây nhà vườn cũng mới tưới xong, mới tưới lúc em đang đứng ở đây luôn đấy chứ không đó. Thì em cũng chia sẻ nha, tất cả các clip của em lại để chia sẻ lại cho cô chú anh chị các bạn chúng ta cùng xem. Thì các sản phẩm của nhà vườn, cái nhà vườn này cũng là nhà vườn đầu tiên mà em kết hợp đó, thì nó gọi là có duyên đấy, bởi vì cái sản phẩm này về chùa mà. Em cũng phải cố gắng làm sao đó cho nó hết sức cẩn thận. Khách hàng nào cũng vậy, em cũng hết sức cẩn thận nha. Nhưng mà đối với chùa thì em chọn cái cặp này, thì nhà vườn ở nhà chùa mua nguyên một cặp luôn, chọn một cặp cho nó tương xứng ấy. Thuần chậu nha cả nhà.
Mày rất là thuần trọng nha. Anh có ấy bớt bớt cái đất xung quanh không? Đây đó thì em vẫn cứ chia sẻ như mọi khi nha. Cái vấn đề là công tác bó bầu. Mình không có xài bao bóng này. Có ở nhà nhưng mà anh lấy cái cây anh lấy lễ bớt đi xung quanh đi lễ. Đó, đó đúng rồi, đúng rồi. Để về mình bỏ trong đấy cho nó khỏi cơi. Đây đi Phan Thiết thì cũng nhanh này. Đi Phan Thiết thì chắc hôm nay mai gửi thì mốt tới. Đó, anh không lấy cái que chọc cho nó khỏi ấy. Tay giờ tay im mà. À, nghề mà, nghề nghiệp. Tay nó êm cây hơn. À, cái hoàn cây đây em đoán cũng phải nằm cái giá phải 16 thôi nha. Đúng anh. Khoảng đó đó. Nhưng mà chắc là chính xác luôn rồi chứ không? Được không? Đế nè cả nhà này, đây nha. Ờ, nếu mà sư thầy mà Lê Sáu mà xem được thì con cũng làm hết tất cả bằng hết tất cả cái trách nhiệm của em của con có thể có được nha, cùng với nhà vườn nha. Đó, để cho sư thầy có một cái cặp mai về chùa để cho nó đẹp, để cho Phật tử gần xa lui tới để cho nó còn có cái dấu ấn này nha. Rồi gỗ bầu. À, đây là có đế nha cả nhà. Đây đẹp không? Đây đây được không? Đẹp đẹp. Dấu ấn về cây mai luôn. Chắc hôm nay lấy hai cây nữa là đi về chứ nhà vườn kia đi đâu rồi. Không có số điện thoại chịu điện được. Hôm sau ra. Rồi. Mình không quấy anh, không có anh ấy nói em chủ động chứ em bỏ đồ đồ nhà hết. Có bằng keo không? Keo ở nhà hết. À thì mình chạy về lấy chứ đâu lâu đâu. Bị bóng đồ có nhà hết, em dùng bó bầu hàng đi mà. Đúng đúng rồi, chuyên mà. Đây nhà cả nhà thì đây một cái cặp đó. Đây nhà vườn đây thì cũng do rất là nhiều mai nữa cả nhà cho nên nhà vườn cũng thường xuyên bán lắm. Anh ở đây là anh sống gọi là thuần nghề mai luôn đó, đúng đúng thuần nghề mai luôn đó. Ngoài mai ra thì anh chị không có làm cái gì thêm nha. Ở nhà có một cái quán nước mía nhỏ nhỏ thôi, còn bao nhiêu là hai anh chị làm mai thuần đó, thuần đó. Nghề đúng là nghề sinh sống luôn đó cả nhà. Cho nên là cái mai này là nó bông bao nhiêu lớp anh? 12 lớp nó lại. À 12 cánh chứ. 12 cánh. Đa số là 8 cánh, 10 cánh. À. Đa số. Nhưng đừng có 5 cánh nha, 5 cánh là nguy hiểm nha. 5 cánh là chết á. 5 cánh là nở mà chọc hoạc kia là nó mất giá trị lắm. Đây tiệm nô ra hàng đó nữa. Cũng có một thời gian mình có hàng đó đúng không? Bình Định mình á. Dạ, chưa, mai xưa. À mai xưa. Mai đó lại thơm. Năm cánh này mai hương. À. Ủa, mai hương là năm. Đúng mai hương nó là năm cánh. À. Nhị nó khác cái nhị 12 cánh. Ủa vậy nè. Dạ. Mai hương mà nói chuyện giáo thì 12 cánh thì khó không có. Chỉ có năm cánh, bảy cánh. Đúng mai hương. Coi là cái gốc của nó là như vậy á. Mày vườn đứng 3 mét về với mùi chứ còn ngái bông thử rồi thôi chứ. Ai nào nó không tồn. À, có nghĩa là đứng 3 mét vẫn hửi mùi. Không bước vô vườn người ta nghe cái mai nó thơm rồi. À, đó là đúng mai hương luôn đó. À. Đâu phải hơi hái bông thử rồi nó mày vườn rồi. À. Mày nào nó không tồn. Thơm nhiều đúng nhất rồi. Vườn nó thơm dịu. Thì cái cặp mai đây thì em nghĩ là khi cái thời điểm mà nó nở nó ra cái các cái ấy anh về lấy băng keo đây. Cái thời điểm mà nó ra cái đọt thì chắc nó cũng đỏ đó cả nhà. Thì theo như em đoán là bây giờ đó chúng ta vẫn thấy là nó cái màu xanh nó vẫn phủ chưa đều được nha. Đó.
Thì cũng xin chân thành cảm ơn, con xin chân thành cảm ơn sư thầy Lê Sáu ở như chùa thành phố Phan Thiết, xã Phong Nẵm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nha, đã ủng hộ con hai cái sản phẩm này. Cảm ơn khách hàng đã theo dõi nha. Còn nếu mà khách hàng có thực sự thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Em sẽ tư vấn và kết nối để cho khách hàng có thể có được những cái sản phẩm mai đẹp. Chúng ta về, chúng ta chăm sóc, chúng ta chơi. Và Tết thì chúng ta vui xuân đón Tết cùng với những cái bông hoa nó nở ra cho nó đúng với văn hóa truyền thống của người Việt Nam nha. Kính chúc cả nhà chúng ta luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Kính chào tạm biệt ạ.